để nói rõ ràng cho mọi người biết tôi không có từ chức gì cả. Vào buổi sáng ngày hôm nay, ông Sento đó, ông đứng lên, ông nói cho biết tính ra trong năm nay, đây là lần thứ ba, ở trong quốc hội, họ đưa ra bầu, bầu để mà tẩy chai ông Sento. Nhưng mà Sento nói là không đi đâu chăng á. I'm still here. Yeah, giống như chưa chịu đi đó trong lúc này. À, đây là đài hỏi ổng trong lúc này tất cả những cái gì đó thì có phải đợi bầu rồi này kia mới tính có phải không? Thì ổng nói ừ để coi. À, hỏi ổng là ổng nghĩ là ổng cần phải là nghĩ ngay lập tức hay không tại vì ngay bây giờ với tỷ như người ta bầu ông mà tẩy chay ông rồi thì không có trông làm nữa trong quốc hội thì ông có nghĩ hay không thì ông nói ông bắt buộc phải nghĩ nhưng mà có cái là à, bây giờ là kêu từ chức là không từ chức đó đợi xong rồi mới tính ông dân biểu sen tàu như vậy à, đây là những người dân biểu họ nhiều triệu quan khác nhau nằm ở trong quốc hội thì họ nói là một bên là bỏ phiếu uh, kêu bằng tẩy chay ông Sen một bên là không bỏ phiếu tẩy chay Sen Sau khi mà của trong quốc hội họ đưa ra một cái báo cáo uh, và ông Sen tàu thì làm cho ai cũng giật mình hết á đó là tất cả những cái gì mà họ điều tra đưa ra nói về Central là từ kia lấy tiền để mà xài cho chích bâu thoát cả luôn mua quần áo đẹp để bạn à, cả luôn là đi những cái hotel sang trọng à, đây là đài hỏi ổng tính như thế nào về cái chuyện này thì ổng nói ổng không muốn nói về chuyện này không muốn nói về chuyện này đó à, đây là người ta làm cái bong bóng đây là cái bong bóng cái nói là bong bóng này tượng trưng cho ông Santo đó rồi những người ở dưới vừa cầm cái bảng la lên hê hey, hê hey, hô hô là la lên he hô đó rồi đọc cho nó dần là Santo Galago có nghĩa là ông Santo là cần phải đi

đó là vào bữa thứ ba lúc đó là nhiều những người trong đảng cộng hòa họ đứng ra bầu là phải đẩy ông sento từ ông garcia à, nằm bên đảng dân chủ cho tới ông michael rack nằm bên đảng cộng hòa cũng đưa ra bầu là phải đẩy sento đi à, ông à, nằm trong đảng dân chủ nói đây là một cái làm đúng đó là chúng ta phải làm sao để mà à, kêu ông Santo là tẩy chay ổng không cho làm việc nữa ở trong quốc hội à, còn đây là đài hỏi các ông mà chủ tịch của hạ viện trong lúc này tại ông này là ông này là chủ tịch mới của hạ viện đó thì à, đài hỏi thưa ông ông à, nghĩ như thế nào đó là Santo ngày hôm qua bị quốc hội đưa ra bầu để mà đuổi sen tàu ông ông nói ông không có nói gì chuyện này ông này là ông chủ tịch của hạ viện mới đó ông này là ông mike johnson À, theo ông Santo nói là ông Johnson này đó, à, mới đây nói chuyện với ông Santo đã hai lần rồi, nói chuyện nhưng mà ông này không có kêu sento là từ chức gì cả cho nên uh, giống như bình thường vậy đó there we go ông chủ tịch của hạ viện ông sento uh, bị tẩy chai thì ông không thích đó there we go đã sao đi <laughs> nha yeah. đó là của đài báo cho biết còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tin ngày hôm nay đây là của đài How on We fast à đây là của đài NBC News báo cho biết. Đây, mọi người nhìn thấy như vậy, đó là xảy ra khoảng hai tuần rồi, họ mới làm được. 41 người bị kẹt ở trong đây. Tới ngay bây giờ đã được cứu ra khỏi chỗ này. những cái người mà làm giúp đỡ cho cứu những người này ra thì được người ta mừng và ủng hộ rất là nhiều cả luôn những cái người mà được cứu ra. Đây là những xe mà lăng chở, xe cứu thương chở những người mà được cứu đầu tiên ra. họ đã được cứu ra khỏi ở trong cái đường hầm. Những cái người mà bị kẹt ở bên trong đó tổng cộng là 41 người và 17 ngày trời đã bị kẹt ở bên trong. Đây là nằm bên Ấn Độ, cái chỗ mà đào ở bên Ấn Độ đó, cái tunnel, những người bị kẹt bên trong. Tới ngay bây giờ là họ đã được ra khỏi cái chỗ bị kẹt bên trong và họ được đưa lên xe ambulance à, cứu hộ để chở vô trong nhà thương. Đối với những người bị kẹt bên trong thì đây là một cái là không thể nào tưởng tượng được. Và những người bên ngoài thì họ cũng cố gắng rất là nhiều để mà cứu những người bên trong. Đây là cái chỗ mà đào ở bên Ấn Độ đó, đào đường hầm. Thì đáng lẽ là đào cái đường hầm rồi tự nhiên đường hầm bị sập. Rồi tổng cộng là có 41 người bị kẹt ở bên trong. Lúc đó là bên ngoài à, người ta đào được một cái lỗ vô trong gắn ống vô cho nó có không khí thở. Và cái ống đó cũng thả những đồ ăn, nước uống vô bên trong. Họ đã bị kẹt bên trong 17 ngày à những người cứu hộ đó liên tiếp là liên tiếp mấy ngày qua là họ nhét một cái ống lớn để vô trong cái lỗ để vô trong bị kẹt bên trong để cho những người bên trong chui vô cái ống đó rồi bò ra bên ngoài đó cái cách đó là chỉ có cách như vậy thôi đó là khoảng chừng sáu chục nào là bụi đất cát trồng trong đó họ nhét cái ống vô, cái cách này là cái cách đó là tốt nhất để mà cứu người đó. À, khi mà được vô cái ống nhét vô rồi thì họ để những cái uh, um, cái băng ca vô trong đó rồi những người đó ở nằm trên băng ca những người nào bị thương đó để nằm trên đó mới kéo, ở ngoài này mới kéo ra thì cái cách đó là họ cứu những người bên trong đó. À, từ người từ người được cứu ra hết. À, những cái tay của những người mà kéo ra đó, họ tay họ bị thương hết trơn tại vì bị đứt da chảy máu đó. À, chúng tôi làm rất là cực khổ để cứu những người bên trong ra. Tới ngay bây giờ chúng tôi rất là vui đã cứu những người bên trong được. Ok, đó là chuyện xảy ra bên Ấn Độ nha. Họ đào cái đường hầm để mà xây đó. Nhưng mà kết cuộc lại bị sập đó. Kẹt ở trong đó 41 công nhân. Còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tình ngày hôm nay. Đây là của đài NBC News báo cho biết. Chỗ này đó là nằm ở ngay trường học High School ở bên Florida ở ngay cái uh, thành phố tên là uh, Coconut Creek ở bên Florida. Họ đây là những người học sinh high school đứng bên ngoài biểu tình ủng hộ cho những cái người mà trans. Họ biểu tình đó là biểu tình về ông hiệu trưởng của trường đưa ra cái chương trình chặn lợi về những cái người mà trans, những người mà con trai đổi con gái hay con gái đổi con trai hay mà hiệu trưởng đưa ra những chương trình không cho học sinh nó đi học như thế nào, như thế nào, rồi đủ hết. Thì những học sinh đây là họ đứng ra biểu tình, họ chống lại ông hiệu trưởng. Đó là học sinh, họ ngừng lại, không có học. Họ đi ra ngoài, họ cầm những cái bảng dơ lên như vậy. họ la lên những cái câu, những người trend thì những người đó, cuộc sống của họ cũng matter, giống như Black Lives Matter. Ngay bây giờ thì nói, trans lives matter. Và họ kêu hãy đưa trả lại cho cái sự công bằng. Đây là ông James Seesaw, cái ông mà hiệu trưởng của cái trường ở chỗ này. Đó là cái ông hiệu trưởng trường đó, ổng xin từ chức. Từ chức đó là tại vì trong trường đưa ra nhiều luật lệ. Sau khi đó là trường, họ mới lập lên một người khác. Rồi sau khi đó, nói là những cái người sanh ra mà là con trai, mà như con gái là không được. À, đưa ra trong trường nói với tỷ, một người mà sanh ra là con trai mà đi học trong trường là con gái, sau khi đó là chơi với bò trong đội con gái là không có được, không có đúng theo cái lực lệ. Đây là ông Peter, cái ông sếp coi phía trên nữa, thì ông nói mục tiêu đó là cái an toàn cho học sinh thôi. À, đây là ba người hiệu trưởng, à, ba người ở làm ở trong trường chức cao và cộng lô ông hiệu trưởng trường cũng đã từ chức. À, theo ông sếp phía trên này, ông nói chúng tôi đang đưa ra về điều tra kỹ lưỡng về chuyện này rồi mới tính. Và ông muốn điều tra rõ ràng và đúng đâu ra đó để khỏi có bất cứ chuyện gì. À, đó là lý do tại sao mà đang đưa ra điều tra. Đây là trong cái form mà trong cái tờ giấy mà xin mà chơi thể thao ở trong trường. Trong trường thì có cái cái những cái chơi thể thao thì phải xin. Thì xin đó là trong giấy đưa trong giấy trường này nó ghi kiểu vậy ở trong tờ giấy có ghi rõ ràng ở phía trên. Khi mà mình sanh ra như thế nào thì trong tờ giấy nó có ghi. Nó là phải viết rõ ràng lúc mà mình sanh ra mình trai hay gái phải ghi vô trong cái đó. Và trong cái tờ giấy này phía dưới cũng có hai cái chỗ mà cũng hỏi về cái chuyện đó. Có nghĩa là không phải là mình muốn mình là trai hay gái. Mình phải nói rõ là mình sanh ra mình là trai hay gái. Trong cái giấy đó có ghi. À, mục tiêu ngày hôm nay đó là những người học sinh họ đưa ra họ nói tại sao mà uh, về hiệu trưởng mà từ chức đó và những người học sinh nói hiệu trưởng trường ở chỗ này đó thì chưa có nói gì hết mà bị ở phía trên nói xuống thì ông hiệu trưởng trường phải từ chức đó à ông này là ông sếp phía trên đó thì ông đang coi coi lại, tại vì ông hiệu trưởng trường đó, ông lúc mà ở phía trên ở bên Florida đó là ông thống đốc đưa ra nhiều cái lực lại đưa xuống, rồi sau khi đó bắt những cái người sếp kiểu như vậy, đây là những người sếp của coi nhiều trường học, rồi sau khi đó bắt những người đó phải làm theo những cái điều mà của thống đốc đưa ra. Rồi thống đốc mới đưa xuống cho hiệu trưởng trường. Hiệu trưởng trường, ông nào ổng thấy làm mà không có đúng theo cái kiểu của ổng, thì ổng xin ổng nghỉ đó. Đã sao? Để... Thì đây là học sinh mới đứng lên biểu tình nói tại sao mà ở trên ép hiệu trưởng phải nghỉ cái gì cái gì đó. đó sao? Go, đó là của đài báo cho biết nha. Đài thì MBC News báo cho biết. Còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tên ngạm này. Đây là của đài MBC News báo cho biết. đây là những cái người la lên cần tự cứu giúp đỡ ở ngay cái chỗ chỗ mà cái con sông mà giữa mỹ và mỹ đó. À, đây là cảnh sát ở chỗ này họ đi tuần tra họ thấy gì họ lại họ cứu. À, có người phía dưới nói là please uh, vui lòng hãy cứu con của tôi. À, họ bị chìm ở dưới nước à, con của tôi à, cảnh sát ở đây đã kéo một người mẹ và hai đứa con à, đó là gia đình này là bị kẹt ngay cái chỗ mà nước chảy mạnh nó xấy cho nên lúc đó cảnh sát lại cứu À, đó là mấy đứa nhỏ đứng nhìn thì cảnh sát làm CPO cho tỉnh đó, à, đó là họ làm CPO đã cứu được người mẹ. Sau khi đó là tàu này chạy qua phía biên giới của bên phía Hoa Kỳ. Hiện tại trong lúc này đang tăng thêm nữa những người di cư đang trên đường đi tới Hoa Kỳ theo được báo cho của NBC News biết. À, theo của họ báo cho biết là tất cả những người trẻ mà những người nào mà quay được của trong pin mà nhìn thấy đó là đã được sống, có nghĩa là họ đã cứu được chứ không có chết đó là cũng nhờ lính tráng à, ở đây họ biết cách làm sao để mà làm CPR để cứu người đó. Hiện tại ngay bây giờ ở ngay Eagle Pass thì những người bên kia nước ở đây nó đang tầng cao mà người ta bên đó muốn qua bên biên giới của Hoa Kỳ người ta phải liều mạng qua, có nhiều phụ nữ và trẻ em liều mạng qua. Nếu mà không có những nhà chức trách lợi cứu thì có lẽ là chết đó. Đây là ảnh hưởng tới ngay biên giới giữa bên Texas và Arizona. Vào bữa thứ hai vừa qua, đó là họ ngừng lại ngay biên giới ở ngay Eagle Pass, đó, ngay bên của Hoa Kỳ để cho những cái người cảnh sát có thể xem xét những cái người di cư đang ở ngay chỗ này. Những người này là đi qua đây là đi qua cái kiểu bất hợp pháp, có nghĩa là tới ngay chỗ nào được, đó họ chui qua biên giới là chui qua. Vào tháng 10 vừa qua, theo CBP báo cho biết. Ở ngay biên giới Del Rio không, đó là thấy khoảng chừng 38.211 người đã đi qua cái kiểu như vậy. Chỗ này đó là đứng thứ nhì, ở Tucson đó là đứng thứ nhất đông người đi qua. Ở ngay chỗ International Crossing, ngay chỗ biên giới, thì chỗ đi qua lại thì họ chặn lại bớt đó, không có cho những xe qua lại nhiều. Ngay bây giờ ở bên Arizona thì cũng nhìn thấy số người đi tới ngay biên giới chỗ đó cũng nhiều. Ngay bây giờ đó thì những người di cư họ đi tới nhiều cái biên giới khác nhau giữa Mỹ và Mỹ, từ bên uh, Texas dọc dài cho tới Arizona là họ đi tới nhiều chỗ khác nhau của cảnh sát biên giới đây nói cho biết biết trừ khi cho tới mà những người di cư như vậy đó giảm xuống à, ngay chỗ biên giới không đi qua nhiều thì những người mà canh ngay biên giới họ mới có thể làm việc cho những cái xe cộ qua được nhiều còn nếu không thì chỉ có một phần xe nào đó thôi Ok, đó là của đài báo cho biết nhà. Đã sao go? Đó là của đài NBC News báo cho biết. Còn đây là của đài báo cho chúng ta xem cái cuộc sống như thế nào ở trong Gaza, ở trong cái chỗ mà chiến tranh giữa Israel và Hamas. Đây là của đài Special Report báo cho chúng ta biết NBC News. Trong lúc này, nhìn thấy những người dân trong gaza cuộc sống họ nó như vậy người ta phải xếp hàng xếp hàng ở ngay những chỗ cây xăng để hy vọng có một chút xíu xăng ngay bây giờ xăng thì cũng rất là hiếm ở trong gaza và họ nướng bánh mì đây là nướng bánh mì theo cái kiểu truyền thống của hồi xưa, um, cây những cái lò nướng nó như vậy. và cái chuyện mà ngừng chiến tranh, đó là ngừng chỉ có vài ngày thôi. Qua ngày mai, ngày mốt sẽ bắt đầu trả lời. Kể từ liên tiếp xảy ra đã 7 tầng, Israel bắn liên tục vô trong Gaza đó là Israel trả lời về cái chuyện mà xảy ra Hamas tấn công vào tháng 10 ngày 7 Tây. Tới tính tới ngày bây giờ, ở trong Gaza, số người chết lên tới hơn 15.000 người. Đó là theo của Hamas, coi nói cho biết. đó là tính ra một người trong 130 người thì có một người chết. Ngày hôm nay là theo của WHO, họ đưa ra cảnh báo cho biết như vậy. Sắp tới đây, chúng ta sẽ thấy nhiều người thêm nữa. Nhiều người sẽ bị chết về những cái disease nhiều người chết về những cái di khuẩn, những cái này nọ hơn là cái chuyện mà bơm nổ uh, xuống chỗ này. Hiện tại trong lúc này, những cái di khuẩn DZ nó đang đầy nhiễm qua nhiều cái chỗ kem, cái chỗ, cái trại nó giống như vậy. Hiện tại trong lúc này có hơn một triệu người dân sống ở trong Gaza đang bị lộn xộn hết về cái chuyện chiến tranh xảy ra. Những cái liều của họ tạm thời như vậy thì không có chịu nổi cho cái chuyện mà mưa lớn xảy ra đây. Bà này là bà trốn khỏi ở bên chỗ này tới ngay chỗ này ở chung với con của bà bà cũng không biết ngay bây giờ chồng của bà có còn sống hay chết nữa. Bà nói, có cái gì nó tồi tệ hơn là hiện tại ngay bây giờ giống như chúng tôi sống ở đây hay không? Cho dù hiện tại chiến tranh mà xong hết, có nhiều người dân sống ở trong Gaza, họ không có cái nhà mà họ trở về nữa. Ở ngay thành phố Horn này, Từ trên satellite chụp xuống đó là hư hại khoảng chừng 15%. 15% những cái building ở đây là bị hư hại. Khi mà đi dọc dài lên, nguyên cái strip chỗ này, trong Gaza Strip đó, dọc dài lên trên là phía trên là tan nát hết trơn nhất là ở ngay cái chỗ mà Gaza City. Là chỗ đó là bị pháo của Israel quốc vô trong đây là nhà cửa banh hết trơn. Gaza, Nằm về hướng Bắc ở Gaza, cái đó là chỗ Israel mà thả bom nhiều nhất, bắn dột. Hơn phân nửa những nhà cửa building ở chỗ này là bị tan tành hết rồi chỗ này là cái chỗ tên là Sousa Square, cái chỗ cái park mà mấy đứa nhỏ là đi chơi đó là ngay trung tâm của Gaza tới ngày hôm nay nó trở thành một đống đất như vậy đó nhìn không có nhận ra được nữa bom thả xuống đó nó nổ banh chành hết biến trở thành bình địa chân rồi đó cái cặp vợ chồng này mới đám cưới khoảng chừng một tháng thôi tới ngày hôm nay là thành phố đây nó tàn nát chân đó đây là nằm ở trong gaza Strip. mấy đứa nhỏ mừng đó mừng vì cái chuyện mà ngừng chiến có mấy ngày thôi mấy đứa nhỏ rất là mừng được uh, giúp đỡ cho trong trường học rồi cả luôn đồ ăn cho nít nữa rất là mừng Mọi người nhìn thấy mấy đứa nhỏ đây mặt mày tèm lem lút đó. Tại chiến tranh xảy ra ở trong Gaza. Cho nên mấy đứa nhỏ chỗ này nó vậy đó. Có được uh, yên chút xíu. Uh, rất là mừng. Uh, tại vì uh, trong lúc này đang ngừng chiến giữa Israel và Hamas. There you go. Mấy trò chơi của nít đó. Ok, đó là cuộc sống hiện tại ngay bây giờ ở trong chiến tranh nằm ở trong Gaza và chiến tranh giữa Israel và Hamas. Là sao? go. Đó là của đài báo cho biết. Rồi, tới đây là Andy cũng xin tạm ngừng nha. Ngay bây giờ họ báo cho biết là run out time rồi. Có gì Andy hẹn gặp tất cả mọi người vào buổi tối, vào lúc 9 giờ tối giờ của Dallas, Texas. Take care everyone, gặp sao hết. À, chúc tất cả vui vẻ và mạnh khỏe nha. Gặp sao hết. Take care of. Bye bye.